quý vị, trong suốt những ngày vừa qua, huyện Chương Mỹ và huyện Quốc Oai là hai huyện của thành phố Hà Nội vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Hàng nghìn hộ gia đình đã phải sống chung với nước lũ khi mà mưa lớn khiến cho nước sông dâng cao, tràn qua đê, nhấn chìm nhà cửa, tài sản và đường xá. Hiện một số tuyến đường liên thôn, xã vẫn đang chìm trong nước, nhiều nơi nước vẫn ngập tới mái nhà. Và công tác hỗ trợ di rời đang được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Những sẻ chia hướng về nơi rốn lũ tại Hà Nội cũng đang là nội dung nhận được nhiều sự chia sẻ từ cư dân mạng trong những ngày vừa qua. Những chiếc thuyền đã trở thành phương tiện di chuyển chính của người dân. Nhiều đồ đạc gia đình cũng đang bị ngập trong nước, thậm chí nhiều gia đình phải sơ tán. Ngập lụt kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của hàng ngàn người dân. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ nỗi niềm chia sẻ với những khó khăn vất vả của người dân nơi đây. Khổ thân bà con quá, vùng thoát lũ của Hà Nội, của Hồ Thủy Điện mà không có giải pháp nào, để ngập thế này thì quá khổ bà con. Ôi, nhiều nhà ngập tới tận mái nhà, thiệt là gay go. Với lượng mưa thế này thì chắc còn lụt dài, đời sống của dân sẽ bị ảnh hưởng lớn. Mùa lũ lụt thấy thương bà con. Bao năm rồi, người dân Chương Mỹ phải sống cảnh mưa lớn là ngập, cần có giải pháp gì để khắc phục? Giải pháp khắc phục là gì? Đó cũng là chủ đề nhận được nhiều thảo luận trên cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua. Bởi lẽ câu chuyện ngập lụt này đã xảy ra trong nhiều năm trở lại đây. Và đến nay, vẫn chưa có được những giải pháp mang tính căn cơ, hiệu quả nhất cho bà con nơi đây. Một số giải pháp đề xuất cũng đã được cư dân mạng chia sẻ. Có đê ngăn chặn nên nghiên cứu đầu tư hệ thống bơm thoát nước dự phòng khi mưa to cho những năm sau. Về giải pháp lâu dài, Hà Nội cần nghiên cứu khả năng xây dựng tường chắn ngăn nước lũ trên đê sông Bùi. Việc thực hiện quy hoạch này thời gian tới sẽ góp phần giải quyết căn bản bài toán ngập lụt cho Hà Nội. Khi có lũ, phải nhanh chóng huy động lực lượng để chống tràn cho đê, hạn chế bơm tiêu ra sông để lũ trên sông rút nhanh, giảm thời gian ngập lụt. Đối với vùng phân lũ, huyện Chương Mỹ, việc đắp đê quay để ngăn nước không thể đảm bảo vì các đường xá của hồ nhỏ ở Hà Nội không xác định được. Nếu đã xác định đây là vùng phân lũ thì khi lũ đến buộc phải cho nước chảy vào. Vì thế, phải xác định toàn bộ sinh hoạt người dân ở vùng đó phải được đặt trong chế độ phân lũ, giống vùng phân lũ sông đáy ở Mỹ Đức. Trên cộng đồng mạng, nhiều hoạt động kêu gọi thiện nguyện cũng đã được phát động với tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tại nơi rốn lũ, nhiều hoạt động hỗ trợ giúp đỡ hàng nghìn hộ dân tại đây cũng đang được chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng triển khai tích cực. Trong đó, khẩn trương di rời các hộ dân vẫn ở các vùng ngập lụt. Lực lượng chức năng đang tập trung cung cấp nước sạch và lương thực cho bà con vùng lũ. Và để giảm bớt những khó khăn trước mắt cho người dân, lực lượng công an huyện Chương Mỹ cũng đã tổ chức nhiều lượt tiếp tế, đảm bảo nguồn nhu yếu phẩm đầy đủ tới các hộ dân, tổ chức ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó kịp thời cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, lực lượng công an huyện Chương Mỹ cũng đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho nhân dân, tránh việc trộm cắp, nhất là khu vực người dân đang sơ tán. Những việc làm, hình ảnh nhân văn ý nghĩa của lực lượng công an đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, cũng như được nhiều cư dân mạng chia sẻ và lan tỏa. Nhìn công an bơi thuyền đến từng nhà tiếp tế thực phẩm ở vùng rốn lũ Chương Mỹ mà thấy cảm động thực sự. Xin cảm ơn các đồng chí công an. Triệu vòng tay cùng hướng về đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt. Những ngày qua, người dân khắp các tỉnh miền núi phía Bắc phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và của do thiệt hại của mưa lũ. Cần lắm những tấm lòng sẻ chia, nhân ái lúc này. Những trái tim Việt Nam cùng nhịp đập, cùng chung tay chia sẻ với đồng bào vùng lũ, giúp người dân bị thiên tai nhanh chóng ổn định cuộc sống. Một số khu vực ngoại thành của thành phố Hà Nội được coi là rốn lũ, bởi ngập lụt là câu chuyện gần như năm nào cũng xảy ra tại đây. Tuy nhiên, ngập lụt chưa năm nào kéo dài như năm nay và hiện hàng nghìn người dân đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn. Sẻ chia nỗi niềm đó cần những tấm lòng động viên về tinh thần và vật chất hướng về đồng bào nơi vùng lũ. Quý vị có suy nghĩ gì về nội dung này? Hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình Công an Nhân dân.